chào các bạn nhá. Hôm nay thì sau khi mà bà nội mua cho Shizuo một chiếc xe đạp thì nhân dịp là chuẩn bị sinh nhật thì bà nội cũng mua tặng cho chị Sữa một chiếc xe đạp màu hồng rất là đẹp. Đấy, hôm nay thì Sữa xin phép là sẽ đi xe đạp đến trường. Thực ra thì bạn ấy ngồi cái xe đạp này có vẻ hơi cao, nhưng mà đạp có vẻ rất là máu mê, rất là tinh tướng. Mình không đội mũ nữa cơ. Hôm nay thì bạn ấy đi đường tắt đi học. Đấy. Có vẻ chân thì có vẻ chưa chạm đất, không biết là tí nữa là xuống như nào. Chân vẫn là dấn dấn, chưa chạm đất đâu. Nữa mà có được cái độ chân như thế này là cũng không phải đơn giản. Ngày xưa bạn ấy cũng phải tập luyện rất là nhiều, rất là vất vả mới có đôi chân đẹp như thế này. Vẻ rất là chuyên nghiệp, cũng tích lũy được kinh nghiệm khi mà đi cái xe cũ rồi, cho nên là cái xe này thì có vẻ là vận hành trơn tru. Nhưng mà ở đây là đường rất là vắng nên là cũng không thể nói trước được. Không biết là ra cái đường lớn thì cách xử lý như thế nào. Khi mà đi ra ngoài đường kia thì có nhiều ô tô hơn, nhiều xe máy hơn, thì không biết là cách xử lý như thế nào. Nên là ba bạn Sữa là vẫn không yên tâm cho Sữa đi một mình. Đấy, đấy, gió quá bạn ấy bỏ mũ ra rồi. Sữa này chắc mùa hè này thì đen nhánh luôn. Đấy, rất là mạnh mẽ lắm. Đạt. Phía trước thì là một cái khúc cua. Đấy, cũng biết cũng là rất thông minh, là biết là giảm tốc độ đấy. Đấy, không phải là gà tô đâu. Đấy. Đường di chuyển đến trường của bạn Sữa thì cách nhà khoảng tầm 1,3 đến 1,5 km, nên là quãng đường đạp xe cũng ngắn thôi, không có dài quá. Đấy, các bạn thấy không, con đường có nhiều xe container này rất là nguy hiểm, nên là không thể yên tâm cho bạn đi đạp xe một mình được. Không đơn giản thế nào. Các bạn nhìn này, trông vậy thôi rất là nguy hiểm. Nhiều người lớn còn không đi được. Toàn xe to, xe chở bồn như này cũng biết sang đường rất là nguy hiểm luôn. Đấy, chờ bạn Sữa thì ở cái đường thứ này. Đấy, bây giờ rất là khó, nhất là cái đoạn mà này. Bạn sang đường rồi, không phải đơn giản đâu. Rồi. Phía trước này là một cái xe container, đây là xe container này. Đó, bạn đi này, đó, chuẩn bị sang đường. Không biết là không có kinh nghiệm sang đường là xe rất là nguy hiểm. Đấy, có vẻ nhìn tinh tướng lắm. Rồi, con có tiền gửi xe chưa ba cho này? Hả? Có thể gửi xe chưa? Hả? Bao tiền? Con có rồi. Bao tiền một lần? 2.000, con có rồi. 2.000 hay 3.000? Con có rồi. Ba cho này. Bao tiền nhỉ? Con có rồi. Thế con cầm vào đi, con gửi xe đi nhá. Ok nhá. Chào con nhá. Đấy, đây là trường bạn đấy.